Thưa quý vị và các bạn, cảnh quan thiên nhiên chính là một nét đặc thù và đặc sắc trong bộ cục kiến trúc của các di tích Huế. Chính vì mối quan hệ gắn bó với di sản văn hóa Huế ở cả khía cạnh địa điểm, vị trí địa lý, lẫn trong ý nghĩa tâm linh về mặt phong thủy, mà cảnh quan thiên nhiên là một bộ phận không thể tách rời của di sản văn hóa Huế và góp phần làm nên giá trị nổi bật toàn cầu, mà nhờ đó Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng này, vấn đề bảo tồn và tôn tạo cảnh quan cho khu di sản Huế, đặc biệt khu vực di tích Đại Nội, được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nỗ lực thực hiện từ nhiều năm nay. Sử dụng cùng lúc hai máy ảnh và camera hành trình, Paolo Grandinetti như muốn ghi lại tất cả những hình ảnh của Vương Cơ Hà. Quỹ thời gian là khá eo hẹp khi lưu lại Huế chỉ trong vòng 3 ngày. Nhưng Grandinetti cho biết vẫn dành gần trọn buổi sáng để khám phá những khu vườn thường uyển trong Đại Nội. Cảm nhận của tôi về khu vực này ư? Thật là tuyệt vời. Nó quá đẹp, quá thơ mộng bạn ạ. Ở đất nước tôi cũng có rất nhiều khu vườn nổi tiếng, nhưng những bông hoa tôi nhìn thấy ở đây trông thật lộng lẫy. Còn những cây bonsai này cũng được chăm chút uốn nắn công phu, khơi gợi trong tôi nhiều hình tượng. Cảm nhận của Grandinetti hẳn cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan di tích Huế. Nhận thức về tầm quan trọng và những giá trị mang lại của yếu tố cảnh quan trong lối kiến trúc hết sức đặc thù và đặc sắc của các di tích triều Nguyễn để lại, công tác chỉnh trang tôn tạo cảnh quan cũng được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chú trọng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, việc tôn tạo chỉnh trang chủ yếu được tập trung ưu tiên cho khu vực Đại Nội. Thì tùy thuộc vào công năng công trình, thì qua các cái nghiên cứu, các cái tư liệu lịch sử, thì chúng tôi cũng đã từng bước dần tái hiện lại những cái cảnh quan vốn có của nó. Trả lại bóng dáng của khu vườn thường uyển Thiều Phương chính là kết quả nổi bật trong nỗ lực đó. Bởi việc phục hồi danh thắng này gặp nhiều khó khăn do nguồn tư liệu hạn chế, quy mô cấu trúc của vườn bị thay đổi rất nhiều qua cả triều đại. Cùng với đó là đã cơ bản xóa dần những diện tích hoang phế, tôn tạo chỉnh trang hệ thống sân vườn, quản lý và chăm sóc hệ thống cây xanh cổ thụ quý hiếm, hệ thống hồ trong khu vực Đại Nội cũng từng bước được cải tạo. Vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn các giống cây di tích được hình thành cũng chính là sự chuẩn bị một bước cho chiến lược bảo tồn, tôn tạo cảnh quan cả khu vực di tích. Nơi đây không chỉ nghiên cứu, sưu tập, nhân giống các chủng loài cây quý phục vụ cho công tác bảo tồn, tôn tạo cảnh quan, mà còn tạo ra nguồn cung cấp hoa, cây kiểng, trang trí cho cả khu vực di tích, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Huế. Chúng tôi cũng đang tập trung để tìm một số giống hoa mới mà thích hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu Thừa Thiên Huế, thì nó thay đổi được cái diện mạo, rồi thay đổi được cái cảnh quan chung để phục vụ làm sao đó cho nó xanh sạch đẹp lên để phục vụ cho khách tham quan du lịch tốt hơn. Đường hoa tử vi ở khu vực cửa Hiển Nhân, vườn hồng, vườn mộc và hàm tiểu trong khu vực Đại Nội đang dần được hình thành trong năm nay. Bên cạnh những công việc đang được đơn vị tập trung đẩy mạnh liên quan đến chỉnh trang tôn tạo di tích Hồ Tịnh Tâm, di tích Thường Thành, sau khi hoàn thành việc di dời giải tỏa các hộ dân. Sau khi trả lại mặt bằng thì Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thì sẽ triển khai tiếp nhận. Bước đầu sẽ giao cho phòng quản lý bảo vệ thuộc trung tâm là tiến hành tiếp nhận và quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương để chống cái tình trạng là cơi nới và lấn chiếm. Các cái bước sau đó thì trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng các cái bước về quy hoạch. Rồi sau đó sẽ tổ chức lập các cái dự án để chỉnh trang tôn tạo các cái khu vực này. Và đồng thời cũng có cái phương án để khai thác, phát huy một cách có hiệu quả cái giá trị của khu vực kinh thành. Còn rất nhiều dự định quan trọng khác liên quan đến công tác chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan di tích Huế được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế ấp ủ. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ nguồn lực của đơn vị chắc chắn là không đủ. Vấn đề bảo tồn tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường của cả khu di tích Huế đã đến lúc cần được nhìn nhận một cách toàn diện. Vì vậy, cũng cần có sự quan tâm của toàn xã hội, cả cấp các ngành và sự chung tay của người dân để công tác bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường các khu di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp.